Giới thiệu chúng ta sử dụng cái inline style thì chúng ta có cái thuộc tính style cho cái thẻ nào đó. Sau đó chúng ta viết code CSS nằm trong cái cặp giống hoặc kép ở đây. Đây là tên thuộc tính, đây là giá trị của thuộc tính. Mỗi một cái thuộc tính của chúng ta sẽ ngăn cách nhau bởi một chấm dấu chấm phẩy. Xong chưa? Chạy ra ngoài trang reload, các bạn sẽ nhìn thấy chữ nó chuyển sang màu xanh. Được chưa? Đây là cách đầu tiên, internal style. Inline style, quên, xin lỗi. Bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể là cho phông chữ nó lớn lên thì chúng ta sử dụng cái thuộc tính là phông size bằng 30 pixel chẳng hạn. Xếp xuống. Phông size 30 pixel. Được chưa? Phong chưa Linh? Reload. Chúng ta nhìn thấy chữ nó rất là to, đúng không? Thì đây, cái cách này của chúng ta gọi là cách internal inline style. Chúng ta sử dụng cái thuộc tính, cái attribute là style trong cái thẻ HTML nào đó chúng ta muốn style cho nó. Sau đó chúng ta sử dụng các cái thuộc tính và giá trị của thuộc tính nằm trong cái cặp dấu ngoặc tương đương với giá trị của cái thuộc tính style. Thì đây là cách đầu tiên chúng ta sử dụng. Thế bây giờ nếu mà tôi có một cái thẻ P tiếp theo, tôi lại viết text. Tôi lại viết text vào trong này. Thì các bạn đoán xem cái output của nó, cái chữ nó có to hơn hoặc là màu xanh. Đây. Chữ nó trở về chữ thường. Được chưa? Thì vậy thì cách, nếu mà chúng ta sử dụng cái inline style này, nó có một cái điểm lợi. Điểm lợi đó là chúng ta có thể là xác định được luôn cái thẻ nào sẽ được áp dụng các cái thuộc tính CSS nằm đây, đúng không? Nhưng mà cái điểm dở của nó đó là chúng ta cái phạm vi mà các cái thuộc tính này nó tác động đến á, nó chỉ nằm trong cái thẻ mà nó có cái thuộc tính style ở đây thôi, chứ những cái thẻ khác không có, đúng không? Thì chúng ta có cách sử dụng CSS thứ hai cho các thẻ HTML, đó là sử dụng cái internal style, đó là chúng ta tạo ra một thẻ style ở trên này. Thẻ style này không phải type thiết gì đâu nhé, viết thẳng vào đây thôi. Các bạn tạo ra một thẻ style nào ở phía trên ấy, đóng thẻ vào, sau đó chúng ta code CSS để áp dụng những cái thuộc tính và giá trị của CSS cho các thẻ trên HTML này. Ví dụ tôi sẽ sử dụng cái selector của tôi là thẻ P, tôi viết thẳng chữ P vào đây, P đóng mở ngoặc nhọn, do đó là tên thuộc tính và giá trị của thuộc tính. Ví dụ tôi muốn các cái thẻ P của tôi có màu nền là màu xám chẳng hạn, thì tôi sẽ có cái thuộc tính màu nền là background trừ color bằng màu xám, màu xám là màu gray. Đó, thì bây giờ chúng ta ra ngoài, chúng ta reload lại, chúng ta nhìn thấy là tất cả các thẻ P này nó sẽ có cái màu nền nó chuyển sang thành màu xám. Thử đi. Được chưa? Test chưa? Đó, màu nền của tất cả các thẻ của chúng ta nó chuyển sang màu xám. Được chưa nhỉ? Cái này nó có một điểm lợi hơn so với cái thằng thẻ, cái cách chúng ta dùng inline style. Đó là nó sẽ áp dụng cái thuộc tính này cho tất cả các selector như thế này ở trên trang. Được chưa? Áp dụng cho hết cứ trang của chúng ta, nếu mà có thẻ P thì nó sẽ áp dụng cái thuộc tính CSS này cho tất cả. Đó. Và chúng ta đến với cách thứ ba. Chúng ta tạo cho tôi một cái file mới. Tạo tôi một file mới tên là style.css. Đó, trong cùng thư mục của cái index.html ấy. Chúng ta viết code vào đây là thẻ P, vẫn là thẻ P thôi, đóng mở ngoặc,
chúng ta có phong quét bằng bầu. Phong là gì? Từ phong chuyển sang tiếng Việt là gì? Phong chuyển sang tiếng Việt là phong. Tiếng Việt chúng ta không có cái từ phong của chúng ta là từ đi mượn. Từ phong mà chuyển sang tiếng Việt tên là phong. Phong là phong chữ ấy. Weight là gì? Nặng. Chữ có nặng hay nhẹ là nằm phụ thuộc vào cái thuộc tính này. Bow là gì? Đậm. Đúng không? Bây giờ reload trang có chạy không? Chứ có nặng hơn không? Không. Không nặng hơn được. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại ở trang index.html chúng ta chưa kết nối đến trang style.cs. Cho nên là chúng ta chưa động được đến cái, chưa được áp dụng những cái thuộc tính được viết ở trong file style.cs này. Bây giờ chúng ta muốn link cái này, trang này sang, muốn kết nối cái CS từ cái file style này áp dụng cho cái trang của chúng ta, thì chúng ta sẽ làm sao? Tạo ra cho tôi một cái thẻ link có real bằng style sheet và có href bằng cái file style.css. Wanna cry. Được chưa? Chúng ta kết nối được xong cái file, cái thẻ link này chưa? Chúng ta reload lại trang. Chúng ta nhìn chữ nó đậm hơn rất là nhiều. Đúng không? Đó là cái thuộc tính của chúng ta. Xong chưa? Có bạn nào không chạy được không? Có bạn nào không chạy được thì phải bảo nhá, tôi sẽ sửa cho. Đó, đấy là ba cách chúng ta sử dụng. Thế vậy thì cái lợi ích của cách thứ ba này là cái gì? Bây giờ chúng ta tạo cho tôi thêm một cái file nữa. Tên là index2.html. Trong này chúng ta code HTML và viết một thẻ P vào đây. Chúng ta cũng có link real style sheet, link sang file style.css. Và chúng ta chạy cái file index2 này. Thì để chúng ta xem nó cái tác động của nó là cái gì. Thấy không? Chữ nó cũng rất là đậm. Tôi viết thêm một cái đoạn text ở phía ngoài nữa để chúng ta có cái để so sánh cái text thường nó như nào. Thấy không? Text thường thì nó chữ rất là thanh. Cái text ở phía dưới này chữ nó đậm hơn. Thế vậy thì ở đây là sao? Cái lợi ích của cái cách thứ ba của chúng ta là cách internal external style ấy. Đó là chúng ta viết code, toàn bộ code CSS của chúng ta vào trong một file .cs. Sau đó chúng ta muốn sử dụng CSS đó cho những cái trang HTML nào, chúng ta chỉ việc thêm một dòng link real style sheet href bằng style.css là cái nội dung của cái file style.css kia nó sẽ áp dụng cho toàn bộ cái phạm vi của trang HTML đó. Đấy là cái lợi ích của nó. Thì về cái vấn đề về scope, tức là độ bao phủ của cái những cái CSS này này, thì nhỏ nhất, cái độ bao phủ nhỏ nhất là inline, sau đó đến internal, cuối cùng mới đến external. External là cái loại được bao phủ đến cái phạm vi của các trang HTML, các thẻ HTML rộng nhất trong hệ thống của chúng ta. Được chưa? Lưu ý cho tôi ba cái này. Bây giờ đến chúng ta đến phần vấn đề thứ hai của ba cách sử dụng này.
đó là vấn đề về độ ưu tiên. Độ ưu tiên thì độ ưu tiên là gì? Độ ưu tiên là những cái thẻ HTML được áp dụng các cái thuộc tính giống nhau, các thuộc tính giống nhau nhưng có các giá trị của thuộc tính khác nhau. Nếu mà thuộc tính giống nhau và các cái giá trị của thuộc tính nó lại khác nhau, thế vậy thì nó chọn thằng nào, nó biết chọn thằng nào để áp dụng, đúng không? Ví dụ ở trang index.html của chúng ta có cái inline style, có cái color là green, đúng không? Được chưa? Bây giờ chúng ta cũng set thêm cái, tôi comment lại cái background color green này đi. Ở trong internal import thì tôi sử dụng color một lần nữa. Màu của nó là màu red đi. Đó, màu là màu đỏ đi. Thế vậy thì tất cả những cái thẻ P đều được áp dụng hai cái thuộc tính là color. Nếu mà như thế này thì thằng nào sẽ được áp dụng? Bên trên ạ. Rồi chúng ta xem. Index đúng không? Đây. Thằng này vẫn màu xanh. Thằng ở dưới nó mới chuyển sang màu đỏ. Được chưa? Vậy thằng nào thắng? Thằng in line style thắng, chứ không có thằng ở trên hay thằng ở dưới gì ở đây cả. Được chưa? Inline style sẽ có độ ưu tiên lớn hơn so với internal style. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang nhét vào cái style này. Chúng ta có lại color là màu brown, là màu nâu. Đúng không? Bây giờ chúng ta so sánh inline style và external style xem thằng nào thắng. Được chưa? Xong đến đây chưa? Rồi. Thằng nào thắng? Vẫn là inline style thằng. Đúng không? Xong. Đấy là chúng ta rút ra một điều là cái độ ưu tiên thì inline style luôn luôn được ưu tiên lớn nhất. Được chưa? Xong. Thế bây giờ chúng ta bỏ cái color green ở trong inline style đi. Chúng ta so sánh tiếp giữa external style và internal style. Theo các bạn thằng nào thắng? Internal thắng. Đúng. Một vế. Chuyển sang màu đỏ này. Màu đỏ này của internal đúng không? Được chưa? Thế nếu bây giờ tôi làm thế này, cắt thằng này, vứt xuống dưới, theo bạn thảo thằng nào? Đoán thử thế nào? Vẫn thế à? Vẫn thế. Sao? Rút ra điều gì? Với cái sự so sánh giữa internal và external không thể nào thắng. Chúng nó có độ ưu tiên ngang nhau. Chẳng qua cái độ ưu tiên nó ảnh hưởng đến cái vị trí được của những cái thuộc tính CS được viết. Thằng nào viết sau, thằng ý được áp dụng. Được chưa? Bây giờ tôi chứng minh một điều nữa này. Đó là tôi bê thằng này, tôi ném xuống dưới cùng. Thì là thằng này được áp dụng cuối cùng đúng không? Thì liệu nó có thắng được thằng inline style không? Được không? Được chưa? Hai thằng internal và external thì hai thằng chỉ so sánh được với nhau thôi. Thằng nào viết sau, thằng ý được áp dụng. Được chưa? Còn thằng viết trước thì dẹp đi. Nhưng mà hai thằng này kể có viết trước hay viết sau cái internal style cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cái thằng inline style. Inline style có độ ưu tiên cao nhất bao giờ thì. Được chưa? Lưu ý nha, nốt vào. Tôi lại quên hết bây giờ.
Được chưa? Vẫn là câu chuyện độ ưu tiên. Các bạn xem, thầy đánh phá vỡ cái độ ưu tiên cơ bản mặc định này nhé. Chúng ta đây có color red đúng không? Chúng ta ngó nốt nhé. Bây giờ chúng tôi thêm một cái chấm than important. Important. Viết đi, viết thử đi. Các bạn sẽ nhìn thấy cái sự thay đổi. Hiện tại thằng này đang là color green đúng không? Bây giờ tôi thêm cái chấm than important vào một cái thuộc tính nào đó của thằng đây là internal style. Xong chưa? Thêm cho tôi cái chấm than important vào đây. Thấy chưa nhỉ? Đây chúng ta ngó này. Thấy sự thay đổi chưa? Check đi. Cô đây. Important. Được chưa? Có được không? Vậy cái in chúng ta có thể thay đổi cái độ ưu tiên. Đây tôi nốt lại cái độ ưu tiên nhé. Ưu tiên ban đầu số 1 luôn luôn là inline. Sau đó số 2 thì nó ngang hàng giữa internal và external. Hai thằng này sẽ có ảnh hưởng. Thằng nào được áp dụng, tức là thằng nào viết sau thì sẽ được áp dụng. Được chưa? Bây giờ thay đổi, đánh vỡ cái quy tắc này bằng cách tôi muốn cái thuộc tính nào của tôi được ưu tiên lên hơn nhất, thậm chí là thay chèn lên cả cái inline này, thì tôi sẽ có thằng số 0 là chấm than important đặt nó sau cái giá trị của thuộc tính mà chúng ta muốn nó được áp dụng ưu tiên được lên. Thế bây giờ nếu mà chúng ta nó sẽ lại nảy sinh ra hai vấn đề. Đó là thằng inline star, internal và thằng external. Hai thằng này lại cho cùng một thuộc tính vẫn là color. Hai thằng đều có important thì tính sao? Lại như lúc nãy là thằng nào viết sau thằng đấy là được chưa? Được nhá. Đấy, hết. Đấy là về các cái cách chúng ta sử dụng CSS, ba cách inline, internal, external. Được chưa? Xong chưa? Có đi nhá. Đó sang một tiếp. Còn trong thực tế khi chúng ta, nếu mà sau này chúng ta ra trường chúng ta đi làm, thì nếu mà nó nhìn thấy các bạn mà viết external, viết inline sai, bánh gãy tay. Không được viết inline sai nhé. Hạn chế đến mức tối đa, trừ khi trường hợp bất khả kháng. Chứ còn thực ra ấy, nếu mà các bạn biết inline style trong một hệ thống website, ví dụ tôi có một cái project tôi đang làm dở ở đây, ví dụ như trang này, đây là trang tôi mới làm cái đây một vài hôm chưa xong. Chúng ta nhìn số lượng các cái file HTML, các cái file hiển thị dữ liệu của nó rất là nhiều. Đây, toàn bộ bằng ngày thư mục. Mỗi thư mục đây 1, 2, 3, 4 này, 5 này, 6, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 file, đây là trang để tôi code cho khoảng 3 ngày. Đó, nếu tính thời gian tổng thời gian code thì chỉ rơi vào tầm khoảng 3 ngày thôi, không nhiều. Nhưng mà đây là 3 ngày, có những hệ thống phát triển hàng năm trời chưa xong, thì số lượng view của nó lại lên hàng trăm. Ví dụ như con Maxini trước tôi làm là nó tôi nhìn nó rơi vào tầm khoảng hơn 200 mấy rồi, hơn 200 cái màn hình ấy. Thế nếu mà chúng ta ở trong một cái màn hình dở hơi nào đấy mà chúng ta bí quá lại ngồi viết inline style, đến lúc sửa tìm một trong khoảng 200 cái file để chắc mất được. Đó. Nên là người ta cực kỳ ghét
nhân viên đi ngồi viết đi lại xài này. Không tìm được đâu, không tìm được khác gì một cái đấy bể, không tìm được chỗ nào là cái chỗ mà cái bọn nhân viên nó ngồi nó dưới nó viết, cho nên là không thể thay đổi được. Đó là cái dòng, được chưa nhỉ? Nên là không được phép viết này. Internal cũng hạn chế, trừ khi cũng bất khả kháng thôi. Internal cũng hạn chế, tất cả đều đưa sang external side, được chưa? Và trong một website chúng ta sẽ thường chia ra làm hai phía. Phía client tức là ở những cái phía mà người dùng có thể nhìn thấy, ví dụ các bạn vào một trang báo đúng không, thì những cái bài báo hoặc là cái trang chủ là những cái phía mà người dùng bình thường có thể nhìn thấy được. Còn cái phía trang quản trị là trang admin. Trang quản trị này mỗi một bên này chỉ sử dụng một file CSS là một, được chưa? Mỗi bên chỉ sử dụng một file CSS là một, không sử dụng nhiều. Kể cả trong phần admin nó có 100 hay 200 page HTML, ở ngoài client có 100 hay 200 page cũng chỉ sử dụng một file CSS là một. Tức là tối đa ở trong cái hệ thống nên chỉ nên sử dụng khoảng 2 file CSS. Tất nhiên chúng ta có thể tách nhỏ ra, nhưng mà tách phải có khoa học, chứ không thể nào mà tách ra mỗi ông viết một file CSS sau đó gộp lại là A1, chết chắc luôn. Được chưa nhỉ? Lưu ý cho tôi cách đấy. Rồi, chúng ta đến với phần tiếp theo là các cái thuộc tính về CSS. Rồi, xong. Các thuộc tính của CSS, chúng ta luyện tập luôn. Đầu tiên, có thuộc tính của CSS, tôi muốn hướng dẫn chúng ta luôn là về cái display. Display là hiển thị đúng không? Thì cái thuộc tính display này nó rất là quan trọng và nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cách chúng ta hiển thị một website. Ví dụ display thì chúng ta sẽ có hai mảng lớn, một mảng là blog, một kiểu display là blog, một kiểu display là inline. Cái này ngay từ buổi đầu tôi đã hướng dẫn rồi đúng không, về từ những cái thằng HTML text tôi đã hướng dẫn rồi. Đây chúng ta xem nhá. Thì display block và display inline nó khác nhau ở đâu? Xong phần này chưa? À, tôi tạo thêm một file mới nhé. Tạo thêm một file HTML nữa là display.html. Rồi. Tôi có một thẻ span ở đây. Có class là block. Tôi viết ở đây là block text. Tôi có một thẻ span nữa, có class là inline. Inline text. Và tôi có một cái thẻ span ở đây nữa, cuối cùng là thẻ span thứ ba, là tôi viết ở đây là normal text. Xong chưa? Xong chưa nhỉ? Rồi chạy. Xong rồi cứ thêm mà chạy thôi. Đây. Mặc định thì ba cái thẻ của chúng ta có bao nhiêu text thì nó xếp trên một hàng đúng không? Đúng nhỉ? Rồi bây giờ chúng ta thay đổi CSS này.
và file style. Chúng ta xuống cái class là block. Block. Chúng ta thêm vào đây một thuộc tính là display block. Display block. Được chưa? Display block. Chúng ta thêm một cái nữa, cái class là inline. Chúng ta có display bằng inline. Rồi bây giờ chúng ta xem output của nó là gì. Nhìn thấy block text, tất cả những cái dòng khác nó bị xuống dòng. Được chưa? Bây giờ chúng ta tìm hiểu vì sao nó xuống dòng và cái nội dung của nó sẽ chiếm đến đâu. Chuột phải vào, chọn kiểm tra nếu các bạn dùng tiếng Việt, hoặc là inspect nếu các bạn dùng tiếng Anh ở trong trình duyệt của chúng ta. Bấm vào. Chúng ta nhìn thấy cái thẻ mà block text đúng không? Chúng ta hover chuột vào. Chúng ta nhìn thấy cái vùng màu xanh. Cái vùng màu xanh ở trên màn hình của các bạn ạ. Xanh ở phía trên đó. Được chưa? Cái vùng màu xanh này nó chính là cái phạm vi mà cái thẻ này nó chiếm ở trên màn hình. Được chưa? Độ dài thì nó bằng 18 pixel là cái số phía sau, số x ấy. Còn chiều rộng là 1008 pixel. Được chưa? Ở phía trên này, nhìn thấy span.block 1008 x 18 không? Cái số 1008 ấy, nó là cái chiều rộng, cái width của cái thẻ này. Còn cái 18 nó chính là cái height của thẻ này. Được chưa? Đó. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy nó chiếm hết một dòng đúng không? Đúng không? Được chưa? Rồi, thế vậy bây giờ cái này là cái này nó sẽ thể hiện cái thứ gọi là display block này. Display block tức là nó sẽ chiếm, tôi bất biết là cái phạm vi của cái nội dung của cái thẻ tôi chứa là bao nhiêu. Tuy nhiên nếu cứ có display block thì tôi cái độ rộng của tôi phải dài hết cả cái độ rộng của thằng cha chứa. Được chưa? Đấy là display block. Tôi bất biết là các ông rộng bao nhiêu, cái nội dung của tôi rộng bao nhiêu, nhưng mà phạm vi của tôi chiếm nó phải hết dòng lại. Và chiếm dài bao nhiêu nó phụ thuộc vào thằng con của tôi. Nếu nó có xuống dòng thì nó dài thêm, không có thì thôi. Ví dụ ở đây chúng ta thêm một đoạn text nữa vào trong này, viết tùm lum tùm lưa vào đây chẳng hạn. Không sửa được. Tôi edit cái HTML này. Nó rơi vào tầm khoảng 2-3 dòng gì đấy. Wow. Yeah. Web Inspector Shortcut gì đấy. Chúng ta nhìn thấy không? Nó dài rơi vào tầm khoảng 2 dòng. Nhưng mà hai cái dòng này kết thúc nó vẫn cứ là chiếm hết cả hàng ngàn rồi. Giờ đấy là cái display block. Thế nhỉ? Tiếp theo này, chúng ta nhìn thấy cái thằng đây là cái display block các bạn, chúng ta liên tưởng đến cái thằng inline. Thấy inline không? Cái vùng nó chiếm là bao nhiêu? 68.42 pixel. Đúng bằng cái nội dung của nó luôn. Bây giờ tôi sửa, tôi chuyển cái nội dung của nó nhiều hơn nhé. Chúng ta nhìn thấy không? Nội dung dài bao nhiêu thì thằng inline display bằng inline chiếm đúng bằng đấy, không hơn. Được chưa? Đây là sự khác nhau của hai thằng, khác nhau cực kỳ rõ ràng luôn. Tiếp theo này, tôi cho các bạn xem một sự khác nhau nữa này. Với thằng display block, chúng ta có cái width, tức là xét chiều rộng của nó đúng không? Width bằng khoảng 500 pixel. Chúng ta nhìn thấy không? Width bằng 500 pixel tức là các bạn sẽ nhìn thấy cái vùng màu xanh. Vùng màu xanh tức là cái vùng thực sự mà nó chiếm.
Còn cái vùng màu cam ấy, vùng màu cam ở trên kia kìa, là nó không phải phạm vi của nó, nhưng mà nó không cho bất kỳ thằng nào đứng ngang hàng với nó cả. Nó bắt buộc những cái thằng khác phải xuống dọc. Được chưa? Đó, đấy là cái vùng mà nó sẽ chiếm. À, mà nó không được chiếm, nhưng mà nó không cho thằng nào đứng ngang hàng nó cả. Người ta gọi vùng đấy là vùng margin. Được chưa? Thế bây giờ nếu mà với thằng inline này, tôi cũng set cái width của nó. Width bằng 500 pixel. Chúng ta thấy có sự thay đổi chưa? Nó vẫn chiếm 261,72 pixel chiều ngang. Vậy ở đây là gì? Thằng display block chúng ta hoàn toàn có thể set được width cho nó. Nhưng thằng display bằng inline không set width được. Được chưa? Set width được cho inline style, à, cho display bằng inline. Note vào, cái việc này việc rất quan trọng. Được chưa? Display bằng inline không set được width, cái thuộc tính width. Hai thằng này đi kèm với nhau không có tác dụng gì của thằng width này không có tác dụng gì. Được chưa? Thế nếu mà bây giờ xảy ra trường hợp tôi muốn hai cái thẻ hoặc là hai cái đoạn text, ví dụ đoạn text 1, text 1 nó rộng bằng này, text 2 nó đứng ngang hàng nó rộng bằng này, có làm được không? Làm được. Làm được. Làm cách này. Chúng ta có một cái thằng online giữa block và inline, nó tên là inline block. Thằng này nó mang tất cả giá trị của thằng inline và thằng block giao hòa với nhau. Thì thằng inline này, thứ nhất, nếu mà chúng ta không set width, không set width cho nó, thì cái chiều rộng của cái thẻ nào được set là inline block, nó sẽ phụ thuộc vào cái độ dài của thằng con nó chiếm. Con nó chiếm bao nhiêu thằng dài bấy nhiêu. Nhưng thằng inline block này trong trường hợp có width thì vẫn biết là thằng con nó rộng bao nhiêu, width của thằng này được set vào chính cái độ rộng của thằng width nào luôn. Bây giờ chúng ta thử nhé. Tôi thay đổi cái CS của thằng inline này trở thành inline trừ block. Được chưa? Bây giờ chúng ta nhìn nó cách ra một khoảng đó. Đây là cái vùng nó chiếm. Được chưa? Vùng inline block này nó chiếm thì nó sẽ là bao nhiêu text ở trong thì nó sẽ chứa bằng đấy hết. Nếu mà đến cái độ rộng, đến cái chiều rộng ở đằng đến cái đầu nó một text kìa. Đến cái chiều rộng đấy thì nó tự động nó xuống dòng. Được chưa? Tự động nó xuống dòng. Nhưng mà nó sẽ không bao giờ vượt quá cái độ rộng là 500 pixel mà tôi đã quy định ở đây. Thì đấy là cái thuộc tính về inline block cho các thẻ. Được chưa? Và chúng ta khi mà hover vào, chúng ta có nhìn thấy cái vùng màu cam giống như thằng ở trên này không? Không có. Do đó nó cho phép những cái thằng mà ngang hàng nó có thể là nối vào đuôi. Nối vào đuôi kế tiếp nó luôn. Được chưa? Và dựa vào đây chúng ta có thể là vẽ được những cái thẻ mà nó có một cái giao diện trông một kiểu dạng như thế này. Chúng ta hoàn toàn có thể vẽ được. Đây là cái giao diện web nhé. Đây là lý do vì sao chúng ta hoàn toàn có thể, ví dụ chúng ta một chia một cái thẻ, ở đây là thẻ header đi. Trong thẻ header nó chỉ chiếm một vùng đấy thôi. Đây là thẻ logo. Bên này là cái thẻ NAV navigation của tôi. Bên này là, ví dụ đây của tôi là một cái thẻ ngoài nữa, nó rộng bằng này. Trong này tôi chứa khoảng 4 thẻ con. Được chưa? Ở đây là các cái bài báo, đây là danh mục, đây ví dụ như kiểu là tin thế giới. Ví dụ thế, tin thế giới xong ở đây nó sẽ là tin 1, đây là tin 2, tin 3, tin 4. Nó đứng cạnh nhau. Được chưa? Đây là cái cách mà chúng ta có thể trình bày kiểu như này. Thử nhá. Các bạn làm cho tôi nhá. Đây chúng ta tạo một cái thẻ header.
tạo một thẻ header. Trong thẻ header này chúng ta có cái thẻ section, có class bằng logo và có một thẻ nav. Được chưa? Tôi cứ để vậy thôi, chẳng động chạm gì. Rồi bây giờ chúng ta coi nhá. Nếu bây giờ tôi chạy cái này nó sẽ có ra cái gì không? Bởi vì không có nội dung gì ở trong, đúng không? Bây giờ tôi set cái thằng logo này, class logo đúng không? Chấm logo. Nó sẽ có cái background là màu green đi. Width bằng khoảng 250 pixel, 2 bằng 80 pixel và có display bằng inline block. Không, tôi để cái width này bằng 30%, không phải chỉ 25% thôi. Width bằng 25%, 2 bằng 80 pixel, display bằng inline block. Sau đó thẻ NAV tôi sẽ áp dụng là background bằng yellow, width bằng 75%, còn lại 74%, 2 cũng bằng 80 pixel, display bằng inline block. Được chưa? Rồi bây giờ test đi. Reload trang này. Thế nó ngang hàng nhau chưa? Được chưa? Xong rồi đây. Đây là lý do vì sao cái bài hôm trước tôi yêu cầu các bạn là ngồi vẽ cho tôi các cái vùng, nó sẽ có ở trên website của các bạn. Chúng ta có thể dùng cách này để làm. Đây chỉ là một cách trong cách chúng ta làm thôi, chúng ta còn rất là nhiều cách khác nhau để chia cái vùng của cái màn hình của chúng ta. Bây giờ ở trong vùng logo này nha, tôi nhét cái ảnh vào đây. Display này tôi nhét cái ảnh vào đây, logo, tôi có một cái thẻ img, src bằng tôi b một cái ảnh nào đấy. Bài trước có ảnh nhỉ? Bài nào có ảnh nhỉ? Đây. LAN này đúng không? LAN.jpg này đúng không? Bệt vào đây. Src bằng lan.jpg có cái logo cách img sẽ có cái width bằng 100%. Đây, lan hồ điệp này nó chỉ rộng đúng bằng này thôi, được chưa? Còn chỗ này tôi để cái menu, sau này nó sẽ chính là cái menu của tôi. Đấy, chỗ này là cái logo. Tất nhiên khi mà chúng ta làm logo, logo nó phải nhỏ thôi chứ chẳng thằng nào làm cái logo to vật như này cả.
Đó. Đấy là cách chúng ta sẽ chia cái màn hình dựa vào ba cái thuộc tính của display. Được chưa nhỉ? Bây giờ các bạn dựa vào đấy luyện tập cho tôi một chút nhá. Luyện tập cho tôi, làm cho tôi cái màn hình này. Chỉ với sử dụng block, inline, ngồi vẽ thôi cái màn hình này. Cho các bạn 3 phút. Các bạn. Tạo một cái file HTML mới, tên là bài tập ra. Bài tập .html ra, không có đồ ngồi. Đây. Đây là đây là nó đây. Yeah.
Xong nhỉ? Đâu thế?
Xong chưa Linh? Chỉ cho các em đi. Nhanh lên. Đi một lượt. Khẩn chưa không? Đi từ dưới đi lên. Đi học là phải có trả phí. Chẳng có cái gì cho nhau miễn phí đâu. À, chỉ với nhau thôi, không phải cốt cho nhau thôi nhá. Làm đi, sai cũng được, vẫn phải làm. Thank you.
Xong nhá. Dạ. Chưa. Xấu cũng phải là. Và tôi không thấy ông gửi mail tôi bài tập mới này đúng không? Bài vẽ cái chưa thì đâu đúng không? Bài to gan. Cho là mùng 3 đi. Thank you.
Xong chưa? Sao mãi không chỉ cho một đứa xong vậy? Hả? Lâu. Mày chỉ cho đứa khác chứ. Rồi, tôi chữa bài nhá. Để làm được cái này này. Vậy ý nhá. Làm được cái này. Chúng ta phải chia thẻ. Chia như nào? Cái quan này tên một vùng đúng không? Cả cái này là một vùng. Đó. Xong ở trong cái vùng mình chia đôi. Thấy chưa? Tiếp theo cái vùng ở dưới đấy là một vùng này. Thấy không? Sau đó chia đôi ra. Một cái là kẻ hát một, có hai đấy. Xong ở dưới này cả vùng, cái vùng chứa bốn cái kẻ con này là một vùng nữa đấy. Có một vùng tôi nói là một cái đít. Còn một cái thẻ nó tên là trong này là một vùng. Đấy, chia đôi. Đó. Chúng ta phải chia nó ra. Chứ không phải là cứ nhìn như nào nó ốp vào như vậy đâu. Câu chuyện đấy. Cách chia này, cái logic, các bạn lưu ý, tập trung vào đây. Cái logic của HTML ấy, chúng ta biết rồi đúng không? Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, đúng không? Thì chia cái vùng của HTML này như thế, chia hàng ngang trước. Ở đây chúng ta nhìn nó rõ ràng phân liệt ra làm thành hai vùng đúng không? Hoặc thậm chí có bạn chia làm ba vùng, thêm một vùng nữa. Và dưới này là một vùng nguyên vẹn, chẳng chạm đến ai đúng không? Thì cách chúng ta chia rồi, chia lại cũng được, thấy chưa? Bao giờ cũng chia theo hàng ngang trước, nhớ nhá. Chia hàng ngang trước, sau đó với từng cuộn từng hàng ngang là cái bổ. Đây có thể là bổ 4. Được chưa? Có rất nhiều cái chia trong bài này, không phải chỉ có một cách. Được chưa? Rồi, chữa nhá. Đầu tiên chia cái thằng logo với thằng navigation kia. Đúng không? Thì ở đây tôi đã chia sẵn cho các bạn rồi này. Header, đầu tiên có thể header. Trong header có section và có nav. Đúng không? Bây giờ chúng ta có hai cái vùng màu xanh và màu vàng. Xong. Bây giờ chúng ta cần cái tin thế giới, cái tập tin thế giới và cái vùng ô kia đúng không? Thì chúng ta thêm một cái thẻ nữa nằm ở phía dưới này là thẻ section đi. Class là category, danh mục. Danh trừ mục. Đó. Được chưa? Trong cái danh mục này chúng ta có một cái thẻ. Bởi vì cái section ấy mặc định cái display của nó đã là gì? Block sẵn rồi. Cho nên chúng ta không phải style gì cho nó cả. Đây là tôi đặt ra để sau này dự phòng thôi. Chúng ta có tin thế giới kia đúng không? Cái tin thế giới này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một cái thẻ là thẻ H2 chẳng hạn. Đúng không? Thẻ H2 display cũng là block, nó sẽ chiếm hết cái độ rộng của thằng cha nó thì nó sẽ là tin thế giới. Xong. Bây giờ đến cái vùng chia 4 này đúng không? Chia 4 này tốt nhất chúng ta phải bao nó vào. Thì chúng ta dùng một cái thẻ div. Có class là... Đây tôi để cái danh class danh mục này ở phía dưới này. Class danh mục đi, kệ nó. Chưa chắc đã dùng đến đâu. Tiếp theo ở phía dưới chúng ta có 4 cái ô đúng không? Tin 1, tin 2, tin 3, tin 4. Thì chúng ta sẽ có như sau. Div class bằng tin tức. Được chưa? Ở đây chúng ta có một cái thẻ P chẳng hạn, hoặc là thẻ H3. H3 đây là tin 1. Tin 1. Sau đó chúng ta duplicate cái tin tức này lên. Tin 2, tin 3 và tin 4. Xong chưa? Đây chúng ta coi nó như thế nào nhá. Chắc chắn nó sẽ chồng chéo lên nhau, bởi chúng ta đã style gì đâu. Đúng không? Chồng chéo lên nhau. Bây giờ chúng ta sẽ có cái gì? Ở trong phần này chúng ta có phần tin tức đúng không? Rồi tin tức này. Class của tin tức này. Sau đó style cho nó. Thứ nhất tôi set cho nó cái border khoảng 1 pixel solid màu đen, màu CCC, màu xám đi. Rồi. Tiếp theo để cho nó nằm cùng hàng với nhau thì là display inline block. Đúng rồi. Bây giờ set chiều rộng cho nó thì là nhiêu? Width bằng 24% và có
2 bằng khoảng 200 pixel. Được chưa? Có mỗi thế này thôi. Hết rồi. Xong chưa? Vèo cái, hết phim. Bây giờ này, đến lượt ông kia, ông xong báo cáo chưa? Ông gửi báo cáo cho tôi chưa? Ông định chờ đến bao giờ nữa? Nhanh lên nào. Bây giờ bài tập tiếp theo này. Vẽ tiếp cho tôi cái này. Hả? Ờ, chỉ khung thôi. Chia kiểu gì chia? Luôn. Bởi vì chia khung nó rất là quan trọng. Nên là chúng ta phải nắm được cách chia thì mới làm được tất cả mọi thứ khác. Làm đi. Khẩn trương. Từ giờ đến cuối giờ. Mỗi một cái ô này một màu nhá. Mỗi một cái ô này một màu, làm sao để cho tôi nhìn nó, chúng nó là những cái ô khác nhau. Bây giờ làm luôn, khẩn trương. Để tôi đẩy code lên. Rồi nha, code và ảnh có trên lesson 6 rồi nha. Ở trên GitHub ấy.